Giờ dập chân tóc cho con Ngọc. Cắt tóc anh. Rồi đúng lúc có khách luôn. Đợi đợi em xíu em bôi lên cho bé kia. Ơi. Nhà em chắc đầu nhỏ là 5 phút thôi. Chắc đi, chắc lo kỹ cho chắc 5 phút nổ không? 3 phút rồi nhờ. Nhận cái đầu đó cho nó đi ăn lễ thôi. Halloween là cái gì? Lễ giả ma giả quỷ á. Trời. Vậy là đang nè, mà đi nhậu đi sâu lại không? Hả? Ờ. Ờ, người đẹp quá là muốn cái xấu lại, người xấu quá mới đẹp nha. Nhanh thì xấu quá, muốn đẹp cũng khó đẹp. Chị Xu đâu nè? Đâu? Xu đâu rồi? Xu đi hảo. Đúng rồi. Nãy nay đâu rồi? Nãy quẩy mê lơi đâu? À, Quỳnh hả? Quỳnh đâu? À, chị Quỳnh đi rồi. Con Quỳnh đó, nó kêu á, nó nói với con Xu á là trời ơi, nhỏ em của mày nó biết lắm. Nó biết cô Lan á, thương nó. Cái cô Lan kêu nó không, chứ nó không đàng hoàng. Chứ là tao mà kêu nó không, nó không, nó biết. Cái con Xu nó kêu ờ thì nó biết chứ. Nó biết ai xấu ai sống. Cái con Quỳnh kêu ủa tao nói rồi mày nói như vậy rồi mày có ý gì? Con Xu kêu thì tao nói vậy đó, mày mày hiểu sao mày hiểu. Ghê quá trời. Trời ơi. Chưa không? Ghê quá trời. Đó là anh là ở Sài Gòn, giờ là người Sài Gòn mà lại tổ chức chơi cũng không có vui lắm nha. Cái chế lễ đó hả? Ừ. Làm xong nó lên Sài Gòn nó chơi rồi. Ở Sài Gòn dẫn chị nó cũng là gần biết là từ việc mình nhờ lễ lễ nước nào cũng 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 hưởng ứng đó à. Ừ. Anh có coi cái vụ mà hoa hậu không? Kể đi coi. Vợ anh đang đi đăng bài trên TikTok thì kêu tìm. Vô đi, xong rồi. Không đợi. Chị ngồi ghế đi, tóc chị nhăn mà, nãy giờ em đợi chị quá trời mà chị cũng vô qua. Chị sợ lắm. Ngồi ghế đi. Còn một bé nè. Thì hai phút hả? Hai phút nữa, tóc gì này ngắn cho tóc. Thì mới nói tóc dài có ba phút.
cô. À, sáng này chị qua là lần thứ hai đúng không chị? Ê, em làm gì á? Đây đây, mang dép vô. Hả? Ừ. Rồi cầm tiền đi qua bên bển mua hộp sữa đi, mẹ mẹ kêu cho. Đi 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 đi, chạy qua bển đi, không có xe. Chú ơi lấy cho nó hộp sữa. Rồi đi đi, chạy qua bển đi, lấy cho nó hộp sữa Vinamilk. Nó sợ á. Quay tao. Rồi chị quay chú à, chiều nay lên coi trên YouTube nha. Lấy cho nó học to chú, học to nha. Rồi buồn quá không biết làm gì, cho em đi mua hộp sữa uống. Rồi nè. Rồi đi vô uống đi, tao làm cho khách. Rồi cảm ơn chị nhiều nha. Dạ. Dạ cắt tóc cho anh Khoa, cắt tóc đi học ha. Cắt kem này ra cho chị Thảo. Đi ông ơi, xuống với Na nha. Đi ông, mẹ ghém kem luôn cho. Đi chị Ngọc hả? Đi chị Ngọc rồi mẹ đi nha. Ừ. Nhưng mà mẹ đi thì Xu với chị Ngọc phá nhà giữa nhà, đến khi nào mẹ về thì Xu với chị Ngọc mới được đi. Lên chở Xu với Na đi giao kem. Chị Ngọc ở nhà giữa nhà. Leo lên. Ở ngoài chợ bà bàn á. Chào cô chú ơi. Giỏi quá. Trời mua trái chết thơm luôn. Lấy cái gì? Lấy cái con này. Đi học bị bạn cắn á. Rồi lại mua ba cái kem tươi đi. Rồi lấy đi, mẹ đưa tiền. Na đi lại với chị đi, nhanh lên. Đi giao hộp kem xong rồi đi mua đồ lại, mua kem ăn rồi còn mua thơm nữa. Đấy, từ đợi mẹ lấy nha. Đưa chị Ngọc hộp chưa? Đây. Đây nha. Đây, đang kem. Đây đang kem đây. Đang kem rồi. Chở hai con Su với mẹ theo. Tốn kém quá. Ăn đi, ăn đi Ngọc, không nó tan Ngọc, kem đó. Phải cái đó không? Ủa cái này là mầm gì? Cái này là... Đóng cửa lại xong mẹ mở cái nó lạnh lên cho nó. Ủa? Xu cất lạnh cho... Nán hả?
thành xong. Cho chị khách đẹp gái con Ngọc nó vẽ nha mọi người. Giao nhiệm vụ cao cả cho Ngọc, nó vẽ trái tim. Để điện thoại cho em Lan qua làm bộ móng nữa. Na nó ngủ chưa mà xuống xuống vậy? Chưa ngủ hả? Trời đất ơi. Thiệt không vậy? Chưa ngủ hả? Trời ơi con Na chưa ngủ mà nó xuống rồi. Sớm ngủ ơi, 9 giờ rồi, ngủ sớm ơi. Rồi, Su giỏi quá, Su quét nhà cho mẹ luôn. Su lên lấy thêm bình sữa cho em nó đi để mẹ dọn dẹp cho. 9 rưỡi rồi. Để dọn dẹp quét dọn lau chùi rồi đem rác ra để ngoài kia hả? Nếu có gì mẹ chẳng lấy thì Su đòi nhiều quá. Thanh Chỉnh lấy cho em thêm bình sữa đi rồi. Rồi mở cái gì nhạc á chứ đừng có mở cái đó nó coi. Nó coi rồi nó đâu có muốn ngủ đâu. Được. Quét nhà cái. Chùi quét dọn sạch sẽ rồi. Giờ thì đi đổ rác thôi. Su sẽ vừa cắt video vừa hưởng thụ nha mọi người. Lâu rồi chưa được massage mấy chồng em nhớ. Nhớ cái việc được ngọt. Giờ tranh thủ vừa massage mà vừa cắt ghép video. Không có massage hai cái tay luôn. Vừa làm vừa thư giãn. Thoải mái hai cái lưng nó nhất thì thôi.